Các bạn thân mến, hôm nay là mình lại dạy tiếp các bạn tiếp sách. Hôm nay là bài chúng ta bài số 25, 26, 27, còn 3 bài nữa. Hôm nay học cái gì? Vasata Patalexe. Cái này gọi là Dative Plural, tức là cách ba số nhiều. Thì chúng ta trước đây cứ học là cái số ít. Thì bây giờ chúng ta học cái số nhiều. Số nhiều thì nó dễ hơn, nó dễ nhớ hơn. Nhưng mà như mình đã nói thì nó ít dùng hơn thôi. Nhưng nó vẫn dùng nhưng mà ít hơn. Trong các cái văn viết thì vẫn hay dùng. Nhưng mà trong quanh nói thì nó ít dùng hơn. Pojakovan xem doctorovi a se vnemonisi. Đây là số ít nhé, còn số nhiều này. Pojakovan xem doctorum asestrum asestram nhé. Đây asestram. Vnemonisi. Nhectere slovu vtomhle chlanku yeste dopse nerozumim. Nhectere slovum vtomhle chlanku yeste dopse nerozumim. Tomu Klapesi, klapesi nó thành klapesi. Yezima, chém klapsum yezima. Tramvai psi kestanitsi, tramvai psi zi kestanitsim. Sekle isteto nasemu psiterli. Sekle isteto nasim psatenlum. Vậy thì đây là singular nominative thì nó là camrat, mus, tranh, stroi, ukno thì sang dative mà singular là tức là dative số ít ấy, thì nó là camaradovi, musovi, tranku, stroi, ukno. Nhưng mà sang số nhiều thì camaradum, musum, lanum, stroium, ocnum, tất cả nó là đây là gì gọi là nó là gọi là masculinum ấy, là nó đem hết trong sau hết đùm hết đó. Và đây và ô giống trung nó cũng là ocno thành ocnum đó, thì đây nó ô masculinum ô còn giống cái thì nó thành am, ví dụ như Tovarna thì thành số ít thì là Tovar nhé, nhưng mà số nhiều thì Tovar nam, Sestra thì Sestram, rồi cái gì A thì thành Am, còn E thì Im, ví dụ Ulysses thành Ulyssim, Nastupisce thành Nastupischim, Namnyeschi thành Namnyeschim, Tramvai thì thành Tramvaiim, đó thì E thì nó thành Im, I thành Im. Femininum, Solaski thì nó cũng thành Im. Đây ví dụ như Tramvai là giống cái nhá, thì nó thành Tramvaiim. Và Mistnos thì nó là thành Mistrostem. Mistrostem. Có chữ ST này này, tức là giống cái này. Thì nó thành tem. Em. Đấy, đây là cái bảng biến đổi của nó. Còn đây là cái giống đực lúc nãy là giống đực cách ba số nhiều động vật bất động vật. Động vật thì nó vẫn chứ không chả có gì khác cả. Ví dụ như đây nha. Nó thành te ten ten thì thành chem này. Nasi thành Nasim này.
Prevenim này, Treskim này, Professor Room đó. Cái giống cái thì còn Vsem này, Vasim này, Starsim này, Mim này, Slovnik cùng đó. Thì nó là cách biến đổi của nó là như vậy. Đây là giống đực, giống trung. Và giống đực, giống trung. Đa tiếp Floralu, đây giống đực, giống trung Femininum. Professor ấy, cái này nhé, cái này là Professor K thì Professor Cam nhé, am này. Professor Cam. Đó, thì cái đây là cái biến đổi của nó. Còn local flora là, tức là local là cái sáu, cái sáu thì nó biến đổi thành cái gì? Mluvili sme otom Inscenerovi, Mluvili sme otom Czech. Ingenie, ingenie. Cái này là nó không biết rõ này, cái này nó Ingenierovi. Cái này Ingenieric này, Ingenieric. Rồi Budeme Prasovat Natom Novem Stroi, thì Budeme Prasovat Nacek Novich Stroich Vnasi Tovarne Prasuyo Musi Amu Zheni Vnasi Tovarnak Prasuyo Mus Azheni Kasdem Vlakye Vkasdem Vlakuye Pruvochi Vevsek Vlasic Vlak thành ra thành đi sâu Provotri. Đấy thì đây là cái bảng biến đổi của nó này. Insinera thì Insinerech, lúc nãy là Insinerech chứ không phải Rich. Xin lỗi. Đây này. Check Insinerech. Nhiều khi nó không nhớ được đâu. Nhưng mà thực tế thì ít khi dùng lắm. Rồi, đây là cái bảng biến đổi của nó này. Tvrde Solaski thì nó biến là thành X. X trong sau. Letat Lech này. O nó thành X này. Và Femininum thì nó cũng Solaski nó cũng thành X hết. Có nghĩa là nó thành X là chính. Còn Y ấy, thì nó biến đổi thành đây là Mnieke Solaski, tức là những biến phụ âm mềm này này. Maculinum mà phụ âm mềm á. Ví dụ Lekas là giống đực, phụ âm mềm thì nó thành X. Ulysses E cũng thành X. X có nghĩa là các bạn nhớ cho mình là nó có hai cái, một là thành X, hai là thành X. X thì nó dùng cho giống đực và giống trung và giống cái nhưng mà có phụ âm cứng, còn phụ âm mềm thì nó biến thành X. E cũng thành X. Còn A Tovarna thì nó thành ác, nắc. Tovarnak. Đây. Vnasic, Vnasi Tovarnye thì là giống là số ít giống cái số ít cách 6. Nhưng mà trong cái số nhiều thì thành ác, có nghĩa là nó có ba cái mẫu chính là x này. X và ác là đuôi đằng sau ạ. Thường thường chúng ta học cái này thì để mà khi mà nó viết văn, đọc các văn bản của họ thì mình đọc và mình hiểu được là tại sao nó lại biến đổi như vậy. Chứ còn trong thực tế thì các bạn hay nói số ít, ít khi nói số nhiều.
Rồi A thì thành ác lên này. Đây còn cách biến đổi này. Còn một số cái từ đặc biệt ví dụ như hờ sâu ru sâu ru chứ hờ đằng sau thì nó biến thành giờ thì hờ thành giờ dích này, khờ thành xích này, xích này. Đấy đấy là cái cách biến đổi của nó. Còn đây là cái bảng của nó. Ten thì nó ra check này, nasik này, provinik này, treskik này. Đấy còn cái vừa sạc thì nó biến thành vừa sạch này, vasik này, starsik này, mic này. Đấy còn đây chúng ta học bài về Testova Tras Escurize Pokratovani, tức là tiếp tục của cái bài bài trước ấy. Ta đi vừa sesiche ở sesiche nhé, vừa sesit một sesiche là trong cái quyển sách. Ta đi vừa sesiche nam skoro sestranek novik slok hernet yak isem sisen domu tak isem si vsekno zupakovan nap siklat slova dvakrát vipinat nebo plin na dan si stranye nam rusne daruki materialu nhé cái tere znik isem znan us sive napsiklat papir kamen nebo sevo ale slovo kop ani umnen la hmota isem ešte neznan. Když jsem se díval na různé opravující stroje, řekl jsem našemu průvodci, že bych rád zkusil na některých strojích pracovat, ale on odpověděl, že mi to ještě nemůže dovolit. Nejdřív se musíme jednou dívat, jak se ty stroje zapínají a vypínají. U jednoho stroje zelení pohybován pákou. Jinde se je jen stykl. Knoflik a hned se začalo otáčet velké kolo. V některých zílenách byly taky automatické stroje. Nikdo se jich vůbec nedotýká. A ty stroje pracovaly úplně sami. Než jsme na tu exkurzi šli, tak jsem se bán, že nebudu těm českým zelníkům vůbec rozumět. Celý večer jsem se připravoval a hledal jsem ve slovníku a v různých knižkách odborná slova, ale když jsme přišli do továrny, věděl jsem, že to není tak těžké. Měli jsme dobrého průvodce a když jsme něčemu nerozuměli, tak nám to několikrát opakováno, dokud mám všechno nebylo jasné. Dověděl jsem se při té exkurzi hodně nové, kromě v stroju mě zajímala i organizace práce. Řekl mi, že některé stroje jsou pořád v provozu, protože se tam pracuje na tři směny. Ranní, odpolední a noční. Několika zaměstnanců jsem se taky zeptal, jak dlouho už v továrně pracují, jaký mají plat a jak dlouho mají dovolenou.
Prohlédl jsem si tak zelenické šatny a prchy. Bez těchto prchy by nebylo možno tam pracovat, protože v zelenách je horko a prach. Zelenici se po práci potřebují umyt. V továrně jsem vezen i velký a vysoký komín, ze kterého pořád vychází tmavý kouř. Říkali mi, že to je velký problém v mnoha továrnách, protože v průmyslových městech lidi nemají dost čisté vzduchu. Thì cái này các bạn sau khi học từ mới các bạn tự dịch ra nhé. Nes nastoupím do vlaku musím si koupit lístek. To znamená, có nghĩa là gì? Nej si ve si koupím lístek a potom nastoupím do vlaku. Tức là dùng từ nes trước khi thì đi đến cái lên cái vlak thì phải là tôi cần phải mua vé. Receive Nes is me od Ashley the Pokoye Zapsinli is me radio. Tôi dì nam mena, thế nên là như viết tắt nhé, tôi dì nam mena, có nghĩa là Nes receive is me Zapsinli radio apak is me od Ashley the Pokoye. Když jsem večer sen poslouchal jsem z právy z rozhlasu. Až budu mluvit s Jirkou, tak mu to řeknu. Jakmile zelník stičkl, ten knoflík stroje se zastavil. Hned jak přijdu domů, napíšu si všechna nová slova. Když přiletělo letadlo, cestující vystoupili, až rozebereme ten motor, tak ho namažeme olejem. Đấy thì đây là cái khoảng không gian nó sử dụng các cái từ này để các bạn học. Sivenet là đầu tiên này, được 5 giờ này. Còn đến 5 giờ 30 thì ví dụ như là Gris là trong cái khoảng mình đang còn làm này. Rồi sau đó này, Hernet là tiếp tục làm cái gì đó này. Đấy. Và Gris Dokonale de Dekan Dokonale Sloveso tức là động từ hoàn thành thể. Hoặc là dùng as, as cũng được mà Gris cũng được rồi cộng với cái này. Còn cái chữ viết tắt này của nó là gì? Dokonale Sloveso. Tức là cái gì này, cái này là quá hiện tại tương lai này. Tương lai này. Tương lai là cái dùng đoạn sau này thì nó hay dùng cái dụ Dokonale Sloveso. Còn cái trong cái khoảng này, trong khoảng mình đang làm việc này này thì nó dùng là Ne Dokonale Sloveso, có nghĩa là trong cái khoảng mình đang làm việc thì nó hay dùng là đấy. Provu se nám všechno vysvělován, dokud jsme dobře nezrozuměli. Thì cũng bằng này. Dùng as cũng được. Jsme dobře rozuměli. Přeložka z, z, cộng genitiv. Odkud jste jsem ze Vietnamu. Cái này thì chắc chả có gì khó cả.
Còn đây là đấy, thì đây những cái câu mà nó tự có thể là nó giải thích cho nó, các bạn có thể nhìn vào đây để các bạn cách nói cho nó nói cho nó đúng nhá. Rồi đây là Strana, Stranka là trang Hernet ek isem sisen domu. Thế ek mile isem sisen domu, tức là cái này nó hay nói này, nhưng mà thực ra thường thường chúng ta nói cái đầu dễ, ví dụ Hernet nên dễ hơn. Đấy. Drat, Vipinat, Plin, Druk, Materian, Kamen, Trevo, Kop, Hmota, Umanyenli, Psirotni, Umanyenla, Hmota, Skoset, Skusit, Dovolat, Dovolovat, Dovolit, Pohibovat, Pohibnau, Autose, Pohibuye. À, cái này là động từ nó như kiểu bị động nhá, cái như là ô tô nó được chuyển động. Gen là nhích pohip bue pa cầu. Pa ca là cái cần. Stitch Know, Stitch Know, Knoflick, Otachet, Otochit, Colose, Otachi, Ia, Otachim, Chim Colem, Colo, Automatiski, Dotikase, Dot Know, Se, Sive, Nes, Nastopim, Dovlaku, Nes, Nastopim, Dovlaku, Basse, Boimse, ban xe. Đấy là cái chữ bôi bát xe, nó chia thế này nha, bôi im, bôi is, bôi im me, bôi te các thứ nhá. Còn quá khứ là ban, nó là động từ của cái cách hai, đằng sau của nó phải là cách hai. Bôi im xe rè ne bu du ro du mà nhẹt, bôi im xe dim mì sipravo vát xe sipravit xe odborni Kniska, Potskamna Tebe, Dokut, Nepsides, Zaimat, Xe ô, cộng Akuja tiếp là cộng cộng 4. Zaimam Xe ô, Hudabu, Organizan Xe. Viết không rõ. Organi nhé, chữ Y này. Ra xe. Chữ giờ ra xe nhé. Provost stroyaye v provozus mnyar smnyenna ranyi odpolenni. Nanes plat dopolena prasnini zeniski Satna, Prakha, Horko, Prak, Mitse, Umiuse, Minse. Động từ mit kia nó đặc biệt nhá. Umiu này, Umieme này, Umiete các thứ. Komin, Vihazet, Viit, Vidu, Visen, Kous, Problem, Vozeduk, Zakazovat, Zakazat. Đấy, còn đây là phần bài tập. Đó, thì các bạn nào cẩn thận thì các bạn về làm bài tập. Nếu các bạn mà có những cái bạn mà có chí tiến thủ, các bạn mà học kỹ là các bạn nên làm các cái bài tập này cho nó quen. Làm hết. Không thừa. Còn các bạn mà muốn chỉ học để biết biết thôi thì không không cần học những bài này, nhưng mà các bạn nhớ trong cái những cái bài này là nó có rất nhiều về trong nhà máy nhá, các cái từ trong nhà máy là rất nhiều nhá. Nên các bạn cố gắng mà dù là lười không học thì cũng cố gắng mà học mấy cái từ ở trong nhà máy ấy, hay dùng.
Đây. À, bài hôm nay chỉ có vậy. Xin chào các bạn, mong các bạn là tiếp tục theo dõi cho nó hoàn thành cái chương trình học của mình, và khi hoàn thành chương trình này là các bạn rất là có tự tin để học tiếng Séc tiếp tục trong các cái ngành nghề cũng như trong các cái công việc của các bạn. Các bạn chỉ việc khai thác các từ mới thôi, còn cái ngữ pháp là các bạn biết hết rồi. Các bạn cứ thế dựa theo cái mẫu câu các ngữ pháp để các bạn nói những cái các bạn cần. Rồi, xin chào các bạn.